thế nào. Đúng rồi. Thank you.
quá thì ra rồi chị nhá. Rồi nhá. Để chờ anh nào. Cái bụng này để cho anh nhé.
Hôm qua anh em mình ăn cơm thừa nhiều nhỉ? Nghe đổ vào đâu? Đổ ngoài à?
chờ tí nhá. Kiến về nhà ngủ rồi à? Hôm nay biết có lá nhiều không nhỉ? Hôm qua có nhiều hơn kia nhỉ? Mặt
đường con vào nhá. Ai theo quý về đấy? Bạn á? Đi chơi cùng à? Được đi nhiều thế? Hả? Đây nào. Để cặp cách đi, để cặp cách nào. Còn nhớ không? Nhớ. Chào con nào. Để đây chơi nha. Hay về đây hội. Quý. Cô muốn chơi bi. Muốn chơi bi một tí nữa nhá. Cô làm xong xong là cô mới đi tìm chúng cho. Đấy. Muốn ăn tôm xô không quý? Đẹp không quý? Chỉ như này đẹp không? Đẹp nhỉ? Tuyệt thôi. Bobby, Bobby, Bo nào? Còn Bo là? Hả? Hàng rồi. Hàng rồi. Chắc phải chuyện à? Cô thì chuyện à? Chắc phải nó tốn quá, nó còn cái cành quá à? Gì đấy? Bo nào? Mẹ à đấy? Cái này chú ơi, cột nào nó rõ rõ nè, cột to khán chơi nè, cột thân chơi nè. Chưa hết rồi, chưa đi kìa. Hả? Có kìa. Hả? Có kìa. Hả? Có kìa. Có kìa. Có kìa. Có kìa. Có kìa. Có kìa. Tôi nè. Đi à. Giờ nè, kẻ bánh. Chưa à, ai ai thắng à? Ôi, ôi, ôi. Ngã hết nè. Gì?
Chị thấy bạn này ở đâu đấy? Ở kia. Chị bảo bạn về nhá. Thì tối bố mẹ thì không thấy. Thương à? Được rồi. Vậy. Vậy. Nhìn thấy Chí hả sao? Chí nè. Cố lên nào. Rồi, thắng rồi. Chúng rồi, bạn đây. Chơi đi chơi một tí xong về nhá. Tối rồi đấy. Thôi nghỉ đi nhỉ. Tối nhỉ. Bạn kia về nhá. Tối rồi nhá. À Quý đi về thôi, đi về rửa chân tay thôi. Đi về đi. Mai lại về chơi nhá.